Mẹ ơi, sao ngủ đêm nào mẹ không bắt con cởi quần hết vậy? Sao vậy mẹ? Vậy chứ đêm nào mày cũng đáng dằn ướt hai ba cái quần. Thì thôi cởi mẹ ra luôn đi, khỏi ướt quần. Bộ cha con cũng đáng dằn nữa hả? Ủa cha mày nào giờ ổng đâu có đáng dằn. Sao hồi hôm con nghe mẹ nói á, cởi quần ra luôn đi anh. Ôi trời, đứng dụng. Ủa sao hồi đó mình cưới á, mình làm có hai cái gối gì ta? Trời ơi, thì gối cưới người ta làm cặp thôi chứ nhiêu bà nội. Nhỏ bạn em nó nói làm tới ba cái gối lận. Trời ơi, hai cái là để hai vợ chồng nó nằm. Ừ. Còn một cái kia là để cây đích. Ủa, gối cây đích thì sao ngủ trời? Đâu phải cây đích lúc ngủ đâu. Cây đích là lúc hai vợ chồng nó còn thức. Trời ơi, vậy là nói vậy. Cũng giờ đó giờ lỗ biết nhiêu luôn á. Trời ơi, chị đi tào lao. Ngẫm nghĩ mà chán cho những hạ người mà gió chiều nào thì nương theo chiều đó. Người nói thì cũng tốt, mà chó sủa thì nó cũng hay. Miệng thì nói ăn chay, mà tay thì chặt thịt. Tối lại còn phật với vợ người ta. Chán diễn thiệt chứ. Riêng đàn ông hèn kinh khủng luôn, mọi người không hiểu bản chất của đàn ông cực kỳ hèn. Riêng cặp bồ như là nó phải có đi chơi là nó phải có đám. Đàn bà mới là bản lĩnh nhé, đàn bà cặp bồ họ đi một mình được. Nhưng đàn ông mà đi chơi là phải có hai thằng trở lên. Nói nghe nè, đàn ông tồi hả? Hèn hả? Đàn bà bản lĩnh hả? Ờ mà cũng đúng rồi, bản lĩnh mới đi mình. Chứ đi hai người đây rồi đồn tới đụng lui lộ ra, qua đầu chồng đục trơn phát nha. Cái mỏ dẫn như cái quặng, biết cái quặng không? Mình không còn cái găng thì chẳng biết cái nào là miệng, rồi cái nào là cái kia, bị lẫn lộn mà giống hệt nhau. Thôi đàn bà bản lĩnh hả? Đâu bà cho tôi hỏi chuyện này coi. Hỏi gì? Sao tôi thấy rất là nhiều người vậy? Chồng chết hoặc vợ chết á, xỉu lên xỉu xuống khóc quá trời luôn, nói từ đây trở lên á là cương quyết ở vậy, không có vợ không có chồng nữa. Thì người ta thương vợ thương chồng thì tánh xỉu. Bà nói vậy sao mà thương vợ thương chồng mà sao mà cứ một hai tháng nè, hoặc là dữ lắm rồi một hai năm có vợ có chồng khác? Vụ đó thì tôi không biết. Giờ theo như tôi gì nè, một là sợ ma quá kiếm thêm người khác, mà cái vấn đề sợ ma chắc cũng không thuyết phục đâu. Mà tại vì có chỗ là lúc vợ chồng mới mắt đó, cương quyết quá, rồi đâu ba tháng, một hai năm sau đó, rồi cái bị quyết đó, nó cương vào lại, chịu đâu có nổi. Cương quyết quá nên vợ quyết nó cương lại, chịu không nổi nó có vợ chồng. Tôi nói cho chị em nghe nè, thời buổi này thời buổi nào rồi, để chồng giải hoài à. À, bây giờ tôi chỉ nè nghe. Đầu tiên á là liếm á, cho nó ướt. Bắt đầu nút á, cho nó thẳng ra. Bắt đầu để cái lỗ á, nhét nó vô. Nhiều à trời. Vậy mà không tìm hiểu. À. À, ngày xưa ông bà mình cũng làm gì không chứ. Mày tay mà cũng không biết bị thời buổi này. Nó vô à. Vậy là may thôi. Tôi nói cho anh em nghe, đàn bà giống hệt như ly cà phê vậy đó. Ly nào càng hấp dẫn thì chúng ta càng mắc ngủ.